Có một người yếu máu rồi kìa. Xem những kit phải nó phê thật sự anh em ạ. Pha này thì sao? E vào. Chiêu cuối hack não tốt chọc quy đánh tay dứt điểm với mã sát ra. Đã có những người yếu máu để dập chiêu cuối. Dập chiêu cuối mặc dù không ăn được mạng nhưng vẫn có là một tiếng hack tiền của reset chiêu cuối thêm. Thanh Trừng làm mềm vị trí của Naughty rồi. Chiêu cuối ám muội và cực nhanh và lại chiêu cuối ra. Thêm một lần chiêu cuối hack tiền nữa. Tàng hình hồi máu từ nội tại này. Cú móc hack não rất tốt vị trí của Kai'Sa. Chiêu cuối hack não thêm cú tốc biến nữa. Hai lần hack não liên tục trong vừa xử lý. À, lại tiếp tục tàng hình lại một đống người yếu máu. Ê, gom người thế kia thì dập liên tục quạt nhấn nát cái nút R. Cú này đi sao nhở? 1v2 làm choáng Rumble chiêu cuối xuống. Ơ, không xuống được rồi. Lần này thì xuống được, lần này thì xuống được. Đó, chiêu cuối rìa nó có cái hiệu quả như thế đấy anh em. Móc ngược con Volibe xuống. Và sau đó thì ai lên, lại móc Volibe lên. Móc Volibe lên. Volibe cay chiêu cuối luôn rồi.